mỗi một nơi đều có những vùng đất hoang sơ chưa được khám phá. Đây là điều thú vị cho những ai thích mạo hiểm, trải nghiệm những địa điểm độc như vậy. Đèo Nước Ngọt Vũng Tàu là một con đèo ngắn, uốn mình nối hai vùng đất là huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cách Vũng Tàu chừng 25 km và cách biển Long Hải 2 km. Là một địa danh mới lạ như thế tuy rất gần với thành phố Vũng Tàu. Sau khi thả mình dưới con dốc mang chút mạo hiểm mà hứng thú này, bạn như cảm thấy chinh phục được một nửa chặng đường. Và ngay lập tức, bạn đặt chân đến vùng đất cảnh tiên, với bãi cát trắng trải dài, biển trong xanh xa tận tầm mắt, những hòn đá trông chênh dọc bờ biển và gió biển vi vu. Chắc chắn sau quãng đường dài bạn chỉ muốn nhảy xuống biển, hòa mình với những con sóng giạt rào để xua tan mọi mệt mỏi và tận hưởng cái mát lạnh của gió biển. Hay đơn giản hơn, bạn sẽ tìm được những góc hình đẹp nhất và tha hồ thả dáng lưu lại những khoảnh khắc du lịch vui vẻ nhất với bạn bè, người thân của mình. Cắm trại trên một bãi cát trắng mịn, ngắm nhìn hoàng hôn và bình minh trên biển quả thật là điều không thể bỏ lỡ. Bắt những khoảnh khắc tuyệt đẹp mà thiên nhiên mang lại, cảm nhận những gì yên bình và sảng khoái nhất. Đường đi đến đèo Nước Ngọt rất đẹp, nhất là đoạn một bên biển và một bên núi. Trên đường đi, vào đúng mùa, du khách còn có thể thấy những cây anh đào đang nở hoa rực rỡ. Đường đi dễ, không đông đúc xô bồ, khung cảnh lại tươi đẹp và khoáng đạt nên đèo Nước Ngọt đã trở thành địa điểm du lịch Vũng Tàu được yêu thích thời gian gần đây. Phần lớn mọi người đến đây bằng xe máy, mục đích để ngắm cảnh ven đường và thuận tiện hơn cho việc di chuyển. Nơi đây là một địa điểm thú vị mà bất cứ ai đến với Vũng Tàu cũng muốn một lần đặt chân đến và khám phá. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của chúng tôi. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được nhiều thông tin video mới nhất từ kênh Khám Phá Việt Nam. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Thân ái!